Xin chào tất cả mọi người, đây là tắm trắng thuốc bắc của Huyền Phi nhá. Tắm trắng thuốc bắc mới này, cái này là thuốc bắc nguyên chất 100% luôn nha các bạn nhá, x3 công dụng luôn. Nó bao gồm tất cả các vị thuốc bắc quý và thảo dược gia truyền nha các bạn. Cái này thì tất cả các bạn đang có bầu hay là cho con bú thì đều có thể sử dụng yên tâm được. Và mỗi một liệu trình như thế này chúng ta sẽ tắm được khoảng 10 đến 12 lần. Và tắm xong mỗi một lần là các bạn sẽ thấy da của các bạn trắng mịn màng luôn nhá. Đây, chỉ cần trộn với nước và các bạn ủ trong khoảng 15 đến 20 phút, sau đấy thì các bạn sẽ xả sạch lại với nước thôi. Các bạn nhìn này. Đấy. Trắng cực kỳ luôn. Nào, bây giờ ta sẽ xả với nước để cho các bạn xem nhá. Các bạn so sánh hai chân nhá, chân này là vừa mới xả xong này, chân này là vừa mới tắm trắng thuốc bắc xong, còn chân này là chưa ủ nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn so sánh sự khác biệt này, sau mỗi một lần tắm là chân lên tông 2 đến 3 tông so với da gốc luôn nhá. Rồi giá của em nó là 310.000 nha các bạn.